Ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra thông báo truy tìm độc ác thủ đã ra tay sát hại nạn nhân đặng dân thành 1974, trú thôn Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là bảo vệ của Bảo hiểm thôn hội huyện Quỳnh Lưu vào ngày 13 tháng 10 vừa qua. Công an thông tin, trước đó vào đêm 13 tháng 10, rạng sáng số 14 10, một đối tượng lạ mặt lén vào trụ sở phá hủy phòng thủ quỷ rồi phá kết sắt của cơ quan để lấy trộm tiền quá trình phá két sắt, bảo vệ thành đến và phát hiện nên đã hô quán. Lúc này, đối tượng trộm lao ra đuổi chém bảo vệ thành rồi dùng gạt đập vào đầu khiến nạn nhân tử trận tại chỗ. Trụ sở bảo hiểm thôn hội huyện Quỳnh Lưu nơi xảy ra vụ án mạng. Sau khi gây án, đối tượng cướp xe máy của bảo vệ thành rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Kẻ thủ ác kiểm không quên đóng cửa cổng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giao cuộc điều tra, cơ quan công an đã ra thông báo tìm chiếc xe máy của nạn nhân bị cướp đi. Đến chiều 14 tháng 10, cơ quan tác dụng đã tìm thấy chiếc xe máy này cùng chiếc mũ bảo hiểm màu vàng của nạn nhân được bỏ lại tại bãi đất trống ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy cờ ác khi hiện trường 10 km do kẻ thủ ác hiểm lấy đi rồi bỏ lại. Qua thu thập hình ảnh từ camera, cơ quan tác dụng đã tìm thấy được hình ảnh của đối tượng gây án nên ra thông báo truy tìm. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng này là nam giới, mặc án quần màu sáng sổ dạng án quần công nhân. Sau khi gây án đối tượng này có bị thương. Cơ quan công an đã ra thông báo và đề nghị người dân có phát hiện đối tượng nào khả nghi và có đặc điểm như trên thì báo về cho cơ quan công an.